Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin giới thiệu một chiếc bếp ga của hãng Rinnai với thiết kế hai bếp nấu một bếp nướng. Màu này là màu xám ấy các anh chị ạ. Rất là đẹp ạ. Em sẽ test lửa cho cả nhà theo dõi luôn nhá. Lửa Rinnai thì nó rất là xanh rồi. Đây cả nhà. Lửa Rinnai thì nó rất là xanh rồi. Đấy. Em sẽ quay sát cho cả nhà theo dõi nhé. Rất là bận nên là hôm nay em lên có hơi ít video. Thì các bác lên cái phần video ngắn trong cái kênh của em nhé. Thì các bác sẽ theo dõi các cái mẫu sản phẩm em sẽ cập nhật lên trước. Tại vì nếu mà muốn quay một chiếc bếp thì nó cũng phải tầm gần chục phút. Nên là em sẽ lên những cái video ngắn cho cả nhà theo dõi. Rồi em sẽ lên những cái video cụ thể về từng chiếc bếp hơn các anh chị, cô dì, chú bác nhé. Chiếc bếp ga này thì sử dụng cũng rất là đơn giản thôi. Hai phím đề thì nó rất là đẹp đây ạ. Cái thiết kế này rất là đẹp, phím đề và lò nướng. Em sẽ cho các anh chị tham quan lò nướng luôn. Buổi tối rồi nên là ánh sáng nó hơi tối cả nhà. Đây là cái khay nướng cả nhà nhá. Cái khay nướng này thì phía trên này là em xem nào. Cái này là bằng inox anh chị ạ. Còn ở dưới này là có mạ rồi nhá. Dưới này là có mạ này. Thì mình nướng trứng tôm cá mực thì khoảng tầm nếu mà nướng trứng thì khoảng tầm 6 phút ạ. Hôm trước em nướng trứng là 6 phút đấy. Thì cả nhà nhớ để giúp em một chút xíu xuống dưới đây để cho nó không, khi mà mình vệ sinh cho nó dễ. Đấy. Em sẽ test lửa lò nướng luôn cả nhà nhá. Lần này về thì chủ yếu là mặt men và sơn là nhiều thôi cả nhà. Mặt kính đợt này em lại về không có nhiều hàng lắm. Đây ạ. Một chiếc bếp ga buổi tối nên cả nhà xem không có rõ trong cái phần này rồi. Nhưng mà trong này cũng rất là sạch sẽ các anh chị ạ. Trong này cũng rất là sạch sẽ. Bác nào muốn lấy cái chiếc bếp này thì em sẽ quay video rõ hơn cho các anh chị theo dõi nhá. Đây ạ, rất là đẹp cả nhà. Đây ạ, một chiếc bếp ga mặt sơn. Chiếc này là mặt sơn cả nhà nhá. Mặt sơn nhưng mà sơn VIP đây ạ. Chiếc này rất là đẹp luôn. Chiếc này em bán với giá là 1,6 triệu cả nhà nhá. Chiếc này em bán với giá là 1,6 triệu, em ship toàn quốc luôn ạ. Chiếc bếp ga này sử dụng rất là phổ biến trong mọi gia đình, không có gia đình nào là không cần sử dụng một chiếc bếp ga cả. Thì không phải ai cũng có cái nhu cầu là sử dụng một chiếc bếp đa chức năng. Nên là những các bác nào có nhu cầu tài chính tầm dưới 2 triệu thì cái chiếc bếp này là rất là ok cả nhà nhá. Một chiếc bếp, hai bếp nấu và một bếp nướng. Mình sử dụng trong gia đình rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Những gia đình có người già, trẻ nhỏ hay là phụ nữ sau sinh hay quên thì dùng cũng rất là ổn, rất là tốt. Đây là hai cảm biến cả nhà nhé. Đây là hai cảm biến của bếp này. Cảm biến của bếp bếp trái, đây là cảm biến của bếp phải. Khi mà mình kho cá hoặc là mình kho cá, kho thịt, nước nó bị hết nước đi thì là sẽ không có bị cháy nồi, nên là cả nhà sử dụng rất là an toàn. Đối với chiếc ga này, bếp ga này thì khách bên em sử dụng phản hồi rất là ok, là rất là tiết kiệm. Thì nếu thì khoảng tầm được 20-30% ga là khoảng tầm được 1 tháng cả nhà nhá. Đấy, khoảng được tầm 1 tháng thì một năm các bác sẽ tiết kiệm được gần 1 bình ga đấy ạ. Rồi so với cái số nồi mình bị cháy hàng năm, một năm mình cháy 3-4 cái nồi, rồi số tiền tiết kiệm ga thì rất là tiết kiệm. Mình dùng không phải 1 năm mà sử dụng 5, 7 năm, 10 năm. Đấy, bên em hỗ trợ các bác lên đời bếp ga nhé. Ví dụ như là hôm nay các bác mua chiếc bếp này giá 1,6 triệu, không sao bác thích đổi lên chiếc bếp 2,5 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, 5 triệu gì bên em cũng hỗ trợ hết cả nhà nhé. Đây ạ, giá em báo là giá bao ship luôn rồi. Giá bao ship và luôn bảo hành 1 năm. Tất cả các cái sản phẩm thì em đều lắp lưới chống chuột ở dưới cả nhà nhá. Lắp lưới chống chuột miễn phí cho các bác, các anh chị luôn ạ. Chiếc bếp này là còn có khóa trẻ em nữa cả nhà này. Khóa trẻ em ở đây ạ. Đây ạ. Mình khóa xong thì sẽ không có bật được lên. Đây bây giờ em sẽ khóa này. Không bật được lên rất là an toàn cho các cái bạn nhỏ không có nghịch được bếp. Mình không có lo lắng. Đây ạ. Cả nhà khóa lại giúp em. Khóa lại thì sẽ không bật được cả nhà nhé. Cái bếp nướng này cũng có khóa luôn cả nhà. Cái thiết kế rất là nhỏ gọn, xinh xắn, không có tốn diện tích trong nhà đâu ạ. Cái chiều này nó khoảng tầm 55-56 mét cả nhà nhé, cái chiều dài này. Còn cái chiều rộng thì khoảng tầm 38 ạ, khoảng tầm 38. Còn chiều cao khoảng 17 cả nhà nhé. Nếu mà tính đế thì khoảng tầm 18-19, khoảng tầm 19 cả nhà. Nếu mà tính đế thì khoảng tầm 18. Đấy.
rất là nhỏ gọn xinh xắn thôi. Đối với giá 1,6 triệu thì là rất là hợp lý rồi. Bây giờ các bác mua bếp mới thì cũng tầm 1,3 triệu, 1,4 triệu rồi đúng không? Mà nó lại không có cái tính năng an toàn là tự động khóa ga tắt bếp khi mà có gió thổi này, nước trào này hay là cạn nước. Đấy, rất là an toàn, rất là yên tâm sử dụng các bác ạ. Những gia đình mà có người già đấy thì nhiều khi các bác lớn tuổi rồi hay nhớ nhớ quên quên, có kho thịt kho cá rồi đi ra ngoài một lát xong rồi cũng không nhớ là mình đang nấu cái gì thì rất là hay bị cháy. Nhưng mà cái chiếc bếp ga thông minh này thì nó rất là thông minh. Cái cảm biến đây này nó sẽ đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi mà nồi cạn nước, nhiệt độ nó tăng lên bất thường thì sẽ tự động khóa ga tắt bếp cả các bác nhé. Sẽ tắt bếp trước và sau tầm 10 giây thì sẽ khóa ga. Rất là an toàn cả nhà. Chiếc bếp này em bán với giá là 1,6 triệu. Các bác nào mà muốn mua chiếc bếp này thì liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Số của em là 0359 014 200. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ạ.